sau sự cố nước sông Đà bị ô nhiễm do dầu thải đổ trộn ở đầu nguồn, thông tin về một trại lợn lớn nằm gần hồ Đồng Bãi và nhà máy nước tinh khiết sông Đà thuộc xóm Phú Minh Kỳ Sơn, Hòa Bình đang chiếm được sự thân mật của cộng đồng. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trọng Lê, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xóm Phú Minh huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình, cho hay, trên địa bàn xóm này hiện có trang trại lợn quy mô lớn, phát hành con giống theo tiêu chuẩn của công ty Giác Pha, số lượng cả nghìn lợn nái. theo ông lê từ khi mạng xóm hội hiện ra thông tin trang trại lợn trên xã thải thẳng xuống hồ đồng bãi cấp nước cho nhà máy nước sông đà nhiều cơ quan báo chí đã liên hệ với địa phương để làm rõ thông tin ảnh vệ tinh được đăng tải trên kèm thông tin nước thải từ trại lợn chảy trực tiếp xuống hồ đầm bài hồ đồng bãi theo ông Lê, trước khi cấp phép xây dựng trang trại, chính quyền địa phương đã phối hợp với Sở Tin nhắn tỉnh Hòa Bình, phòng tin nhắn huyện Kỳ Sơn tấn công giá tác động môi trường kỹ lưỡng rồi mới cấp phép cho trang trại hoạt động, nên không có chuyện trang trại gây ảnh hưởng tới nguồn nước của nhà máy nước sông Đà. Về hình ảnh đường nước thải của trang trại lợn xả thẳng xuống hồ đồng bài mà mạng xóm hội đăng tải, ông Lê khẳng định đó là hư cấu và nước thải không thể chảy theo đường trên. Ông Lê giải thích, sau khi trang trại xử lý chất thải bằng các biện pháp lắng, lọc, nguồn nước thải sẽ chảy qua xóm bu chầm xóm cuốc xóm tân lập xóm hợp thịnh và sau đó đổ ra sông Đà. Quãng đường này khoảng 5-6 km và hướng không phải như hình vẽ trên mạng, ông Lê nói thêm. Chủ tịch xóm Phú Minh cũng khẳng định chất thải của trại lợn này không xả tới hồ đồng bãi, không gây ảnh hưởng đến nhà máy nước sông Đà. điểm xả ra sông Đà nằm phía hạ nguồn, còn điểm lấy nước của nhà máy nằm phía thượng nguồn, cách nhau khoảng 4 km chứ không thải theo đường như trên mạng vẽ ra, ông Lê nhấn mạnh. Về vấn đề người dân phản ánh mùi hôi từ trang trại gây ảnh hưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xóm Phú Minh xác nhận trong giai đoạn trang trại thử nghiệm công nghệ xử lý có ghi nhận mùi hôi nhưng sau đó vấn đề này đã được giải quyết. còn đại diện trại lợn trên cho biết, để được phép hoạt động, trang trại đã đăng ký điểm xả thải và được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường Hòa Bình phê duyệt. Theo vị này, nguồn thải của trang trại không liên quan tới hồ đồng bãi cũng như nhà máy nước sông Đà. Điểm xả thải phải đăng ký với tỉnh và không phải thích xã đâu thì xã, trước khi xã phải.